Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Hiện tại tôi đang đứng ở tại sân vận động quân khu 7. Thì ngày hôm nay là ngày thứ hai của triển lãm Glass Show Hồ Chí Minh. Và tại triển lãm lần này thì như quý vị thấy ở phía sau tôi, nó là một loạt các dàn array đến từ những thương hiệu châu Âu cũng có mà Trung Quốc cũng có. Thì năm nay Bảo Châu Elec cũng mang tới triển lãm Glass Show một cái bộ line array của thương hiệu châu Âu, đó là thương hiệu Anto, một thương hiệu cũng rất là nổi tiếng trên thế giới rồi. Và bộ line array của Bảo Châu thì có những cái ưu điểm rất là tốt, thì quý vị và các bạn cùng theo dõi video này để biết rõ những ưu điểm, để thấy được cái sản phẩm của Bảo Châu mang đến triển lãm Glass Show lần này nó đặc biệt như thế nào. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Đó là một cái standee của Bảo Châu Elec. Thì đây là một cái cấu hình của một bộ dàn line array. Line array này thì dùng 8 full, như quý vị đã thấy. Full này là full kép, là 2 bát 25, một loa chép. Và linh kiện của loa full này là nhập từ Mỹ. Tất cả các linh kiện khi quý vị tháo ra thì đều thấy là made in USA. Và sử dụng cho dàn loa full này thì sử dụng các loại cục đẩy. Thì cục đẩy MP2005 của Anto, 2750, 3350. Thì như quý vị thấy thì sử dụng khá nhiều cục đẩy, tới 2, 4, 6, 6 cục đẩy. Nhưng mà thực sự đây là những cái cục đẩy mà cũng không phải là lạng gì cả, mà là cục đẩy nguồn xung nhưng mà lại chạy class H, tức là nhiều sò nhưng mà lại nhẹ. Thực sự đây là một cái ưu điểm rất là tốt mà chỉ có những hãng của châu Âu mới có thể phát triển ra được những cái dòng cục đẩy như thế này. Thì dưới đây là bộ xử lý ASD 4080, tức là cái code số của Anto, công nghệ Anto. Thì đồng bộ thì cái code số này thì giúp chúng ta có thể chia tín hiệu ra dàn line array này một cách dễ dàng nhất. Thì hãng cũng đã có những cái cấu hình sẵn ở trong cái code số này rồi, thì quý vị chỉ cần loát cái cấu hình ra thôi là chúng ta có thể sử dụng. Thì ở cái bộ line array này thì nó là bộ line array passive, như quý vị thấy passive thì dùng cục đẩy rồi. Và với những bộ array passive thì Anto này thì chúng tôi sử dụng là đánh 3 way, tức là đánh phần chép riêng, phần trung riêng và có cả mid low, loa mid low đây, SX30 đây. Mid low này là loa bass, cũng là loa bass 18 inch, tức là 50 cm, và sử dụng thêm hai loa xúc kép. Xúc kép là xúc kép đôi 50. Thì xúc kép này là từ leo và hai từ leo. Thật sự là một cái ưu điểm rất là tốt. Khi có thể giảm trọng lượng tới vài chục kg thì chúng ta có thể vận chuyển dễ dàng hơn. Và loa full này ở đây tôi cũng chưa nói thì cũng sử dụng là từ neo, chép neo và bát cũng là neo luôn. Và tổng bộ dàn line array này thì như quý vị đã thấy thì có mức giá là 362 triệu là giá đề nghị bán lẻ của Bảo Châu Elec. Thì tất nhiên là trong chương trình triển lãm thì chúng tôi đã có được sự quan tâm của khách hàng, thì có một số khách hàng đã muốn mua luôn bộ dàn của chúng tôi. Thế nhưng mà chúng tôi cũng phải sử dụng bộ dàn này cho hết triển lãm đã, rồi chúng tôi mới tính với chuyện bán. Còn cái mức giá này là mức giá mới lên biết tại website của Bảo Châu Elec. Nhưng mà trong cái thời điểm mà năm 2019 này thì quý vị mua dàn Anto tại Bảo Châu thì sẽ được khuyến mại rất là tốt. Một dàn Anto thương hiệu Mỹ và giá thì là giá Việt Nam. Thì nếu mà quý vị đã có mặt ở sân vận động quân khu 7 thì sẽ thấy những cái dàn Anto mà thương hiệu Việt Nam thôi, họ mua củ ở nước ngoài hay là mua củ của Trung Quốc về lắp ráp nó cũng tới 300-400 triệu rồi. Thế nhưng đây một dàn sản phẩm của Anto thương hiệu Mỹ mà sử dụng linh kiện của Mỹ mà có mức giá là 362 triệu cho 8 cặp full, 2 cặp mid low và 1 cặp sub. Thật sự là rất là êm đúng không quý vị? Và Bảo Châu Elec thì sẽ gửi cho quý vị tới những quý vị những cái video test thử của chúng tôi để quý vị có thể nghe thử cái bộ dàn và chất lượng của bộ dàn của chúng tôi. Thì bộ dàn này có thể sử dụng cho cái thời như sân vận động của quân khu 7 này, cũng như là các hội trường công ty hoặc là các sân khấu ca nhạc lớn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng tôi vòng qua đây. Trên hình ảnh quý vị đang nhìn thấy là hai chiếc xúc của Anto xúc 18. Kích thước của xúc này cũng khá là to, xúc kép đây, và có một cái màu sắc màu cà phê cũng rất là đẹp. Và trên đây là một dây có bao gồm 4 full, 1 mid low. Quý vị thấy dàn Anto các kết cấu treo thì cũng rất là chắc chắn.
rất là chắc chắn. Đồ của châu Âu thì bao giờ cũng thế, nó cũng rất là đẹp và chỉnh chu, sơn đấy, sơn rất là đẹp luôn. Đây là các phần tay sạch. Quý vị chúng ta phía sau xem tôi chỉ lên cho. Sản phẩm thì của châu Âu thì bao giờ cũng thế, đạt cái tiêu chuẩn OHS đây rồi, tiêu chuẩn EU đây rồi. Anh quý vị cũng thấy thì sản phẩm nhà sản xuất có ghi rõ là lắp ráp tại China, thiết kế ở tại Mỹ. Đây là cái tem bảy màu. Đây bạn cho cái đánh giá đối dây ở đây rồi. Thì với bộ dàn này chúng ta chỉ cần một dây bốn lõi thôi là có thể đấu được. Và giáp lưu chích cũng là một cái giáp lưu chích rất là đặc biệt. Và mít đầu trên khá là cao. Và đây là phía sau của súp. Thì với súp này khá là to thì chúng ta cũng khó thể là quan sát được. Nhưng mà có một vài điểm đây tôi sẽ nói quý vị là ví dụ như đứng góc ở đây để chúng ta có thể lắp bánh xe. Còn phần sau này chúng ta có thể tháo ra để xem phần cửa bát bên trong. Đây là phần thông số. Thì phần thông số thì nhà sản xuất có ghi luôn cách đấu lối ở đây cho chúng ta. Một cộng và hai trừ. Và tôi sẽ nói về công suất của bộ dàn này qua để cho quý vị cùng biết. Đầu tiên là loa mít lâu. Loa mít lâu thì là kích thước là 18 inch rồi và có công suất là 600W. Còn loa full thì sử dụng là hai loa bát 25cm và có công suất RMS là 600. Và công suất của phần loa chép là 75W, loa bát là 600W. Và loa súp thì có công suất RMS là 2000W một chiếc quý vị nhé. Thế nên là quý vị có thể lựa chọn cái cục đẩy công suất cho phù hợp với cái bộ dàn này. Và đây là tủ thiết bị của bộ dàn này. Ở đây như quý vị có thấy đây, ở đây tôi có một dàn đẩy cũng khá là đẹp đồng đều đây. Ở đây tôi có hai chiếc 3350 để đánh cho 4 súp và hai chiếc 2750 và hai chiếc 2500. Các khe tản nhiệt của các đẩy của Anto thì như quý vị thấy thì nó thiết kế khá là to, rất là thông thoáng để chúng ta sử dụng lâu mà không lo bị nóng. Và trên này nó là chiếc cốt số của Anto đây, 4080, 4 vào và 8 ra. Có màu sắc màu xanh cũng khá là đẹp. Với cái bộ xử lý này thì chúng ta chỉ cần sử dụng với các loại mixer analog thông thường thôi. Có mixer analog mà quý vị vẫn đang dùng chứ không cần dùng đến những bộ mixer mà 50-60 triệu đến 100 triệu rất là khó hiệu chỉnh. Thì chúng ta với cấu hình này thì Bảo Châu sử dụng mixer của Anto thôi. Anto 16 rất rẻ, có giá chỉ hơn 10 triệu một chút. So với những chiếc mixer kia Andehit hay là mixer Midas 32 mà quý vị đã thấy hoặc là Denger thì có mức giá rất là rẻ. Nhưng mà hiệu suất của nó cũng khá là tốt mà chúng ta cũng dễ hiệu chỉnh với những dòng mixer analog. Và tất cả đã xử lý qua chiếc cốt số kia rồi, 4080 rồi. Để chúng ta có thể hiệu chỉnh delay loa cũng như là chia súp rồi chia way rất là dễ dàng. Và bây giờ xin mời quý vị cùng ngắm qua bộ dàn lai ở đây và một chút gian hàng của Bảo Châu Elec. Và quý vị hãy xem đến cuối video để thưởng thức một đoạn nhạc thử lai ở đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn nút like. Và đừng quên nhấn vào thông báo để nhận được những video mới nhất của Bảo Châu Elec. Xin chào và hẹn gặp lại.
Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elec sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ,